Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới Nhất. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. China News Service tuần này cho biết theo trang web của Bộ Quản lý Khẩn cấp, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Bộ Tài nguyên, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, Ủy ban Y tế, Cục Thống kê Quốc gia, Cục Khí tượng, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc, Cục Dự trữ và Ngũ cốc, Cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ, Hội chữ thập đỏ Trung Quốc xã hội, Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc và các ban ngành, đơn vị khác đã thảo luận và thông qua các thảm họa thiên nhiên lớn ở nước này vào năm 2022. 10 thảm họa thiên nhiên hàng đầu ở nước này như sau. 1. Trận động đất 6,9 độ Richter ở Manny, tỉnh Thanh Hải ngày 8 tháng 1 vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 8 tháng 1. Một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã xảy ra tại huyện Manny, tỉnh Hải Bắc, Thanh Hải, với độ sâu tiêu cự 10 km, tâm chấn nằm ở ngã ba tỉnh Thanh Hải và Cam Túc. Sau đó xảy ra dư chấn mạnh 5,1 độ Richter và 5,2 độ Richter. Trận động đất khiến tổng cộng 171.000 người ở 4 tỉnh thuộc khu vực Thanh Hải, Cam Túc, Nội Mông và Ninh Hạ phải bị ảnh hưởng và 95.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Giao thông địa phương, cơ sở hạ tầng thành phố và các cơ sở hạ tầng khác bị hư hại nghiêm trọng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,25 tỷ nhân dân tệ. 2. Thiên tai nhiệt độ thấp, mưa, tuyết và băng giá ở miền Nam vào giữa và cuối tháng 2 Ở phía Nam đã xảy ra quá trình thiên tai mưa và tuyết đóng băng ở nhiệt độ thấp trên diện rộng, kéo dài trong một thời gian dài. Bão tuyết đổ bộ xuống phía Nam, cường độ mưa tuyết là cao, nhiệt độ thấp liên tục, mưa, tuyết và băng giá sẽ tác động nhất định đến sản xuất nông nghiệp, giao thông, điện năng, vân vân. Thảm họa đã ảnh hưởng đến 6,092 triệu người ở 447 quận, huyện trong 77 thành phố ở 9 tỉnh khu tự trị bao gồm Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông và Quảng Tây. Gần 8.400 người đã được di rời khẩn cấp. Khu vực bị ảnh hưởng của cây trồng là 422,3 nghìn hecta, 900 ngôi nhà còn lại bị sập và gần 6.500 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 7,89 tỷ nhân dân tệ. 3. Mưa lớn và lũ lụt ở lưu vực Châu Giang vào đầu và giữa tháng 6. Từ cuối tháng 5 đến đầu và giữa tháng 6, miền Nam Trung Quốc gặp phải quá trình nước thuyền rồng mạnh thứ hai kể từ năm 1961, bị ảnh hưởng bởi nước thuyền rồng. Lưu vực sông Châu Giang đã hình thành hai trận lũ liên tiếp theo lưu vực. Sông Bắc Giang trải qua trận lũ lớn nhất kể từ năm 1915. Các sông Tây Giang, Bắc Giang và Hán Giang trải qua 7 trận lũ được đánh số và tình trạng ngập úng nghiêm trọng ở thành thị và nông thôn và dòng chảy trên núi. Thảm họa đã khiến 6,489 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở các tỉnh khu vực Quảng Đông và Quảng Tây, 37 người thiệt mạng và mất tích, 502.000 người phải di rời khẩn cấp, hơn 9.200 ngôi nhà bị sập, 24.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 2,884 triệu hecta, thiệt hại kinh tế là 27,82 tỷ nhân dân tệ. 4. Thiên tai mưa lũ lớn tại 3 tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam trong tháng 6. Trong tháng 6, nhiều nơi ở Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam hứng chịu mưa lớn nhiều đợt, lượng mưa tích lũy lớn, diện tích mưa chồng chéo, vùng thiên tai rộng lớn, nhiều dòng sông trải qua trận lũ siêu lịch sử, gây lũ lụt, địa chất thứ cấp, nông nghiệp, thủy lợi, giao thông vận tải, cấp nước, cấp điện và các cơ sở hạ tầng khác bị hư hại nghiêm trọng. Thảm họa đã khiến 8,142 triệu người ở Phúc Kiến, Giang Tây và Hồ Nam bị ảnh hưởng, 29 người chết và mất tích, 629.000 người phải di rời khẩn cấp, hơn 9.100 ngôi nhà bị sập và hơn 50.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 582.000 hecta, thiệt hại kinh tế là 43,3 tỷ nhân dân tệ. 5. Bão Siam 3 số 3 năm 2022. Cơn bão số 3 Siam 3 năm 2022 đã đổ bộ vào bờ biển Điện Bạch, Quảng Đông vào khoảng 15 giờ ngày 2 tháng 7. Cấp bão 35 m/s. Sau khi hạ cánh, nó đi qua 3 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Hồ Nam, và hoàn lưu còn lại của nó tiếp tục đi về phía Bắc, ảnh hưởng đến Hoàng Hoài, Đông Bắc và các nơi khác của Trung Quốc. Hậu quả là 1,8629 triệu người ở 165 quận, huyện thuộc 39 thành phố ở Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và các tỉnh khác bị ảnh hưởng, hơn 70.000 người phải di rời khẩn cấp, hơn 670 ngôi nhà bị sập và gần 1.400 bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau. Mùa màng bị ảnh hưởng với diện tích là 109,01 nghìn hecta, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,12 tỷ nhân dân tệ. Tháng 6 và giữa tháng 7, mưa lớn và thiên tai lũ lụt ở Tứ Xuyên. Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 7, một số khu vực của tỉnh Tứ Xuyên hứng chịu mưa lớn nhiều đợt, có nơi mưa to cục bộ, kèm theo đối lưu thời tiết mạnh như sét, gió giật, gây ra lũ quét, sạt lở đất và các thảm họa khác.
Hậu quả là 279.000 người bị ảnh hưởng ở 76 quận trong 13 thành phố bao gồm Nia, Aba và Ra'an, 36 người chết và mất tích do thiên tai, 14.000 người được di rời khẩn cấp và tái định cư, gần 400 ngôi nhà bị sập và gần 2.200 người bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau, 3,9 nghìn hecta cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp 2,48 tỷ nhân dân tệ. 7. Hạn hán liên tục vào mùa hè, mùa thu và mùa đông ở lưu vực sông Dương Tử từ tháng 7 đến nửa đầu tháng 11. Lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử thấp bất thường, thời tiết nhiệt độ cực cao tiếp tục diễn ra. Số ngày trên hạn hán vừa phải là 77 ngày, nhiều hơn bình thường 54 ngày trong cùng thời kỳ. Nhiệt độ cao và khô hạn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, nguồn nước uống cho người và động vật, nguồn điện và môi trường sinh thái tại các khu vực liên quan. Vào đỉnh điểm của hạn hán, 39,78 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở 12 tỉnh và khu tự trị và thành phố bao gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam và Giang Tây, và 7,014 triệu người cần hỗ trợ sinh hoạt do hạn hán. Khu vực bị ảnh hưởng diện tích trồng trọt là 4.270.000 hecta và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 40,85 tỷ nhân dân tệ. 8. Thảm họa mưa lũ đầu tháng 8 ở Liêu Ninh. Từ cuối tháng 7 đến 10 ngày đầu tháng 8, miền Trung, Tây và Đông Nam tỉnh Liêu Ninh có mưa xối xả đến mưa to, gây lũ lụt. Dòng chính sông Liêu Hà tiếp tục dâng cao vượt mức cảnh báo. Các con đê xung quanh sông Dương Hà ở các nhánh của nó có nguy cơ bị vỡ, gây thiệt hại nặng nề về nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Thảm họa đã ảnh hưởng đến 549.000 người ở 31 quận huyện trong 9 thành phố bao gồm Cẩm Châu, Phúc Tân và Bản Cẩm. 34.000 người phải di rời khẩn cấp, hơn 100 ngôi nhà bị sập và hơn 8.500 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 166,4 nghìn hecta, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 7,6 tỷ nhân dân tệ. 9. Ngày 17 tháng 8, thảm họa lũ lụt núi Đại Đồng ở Thanh Hải vào lúc 22 giờ ngày 17 tháng 8. Do mưa lớn liên tục, nhiều nơi ở tỉnh Thanh Hải đã xảy ra thiên tai lũ lụt. Lượng mưa lớn tức thời ở thị trấn Thanh Lâm và thị trấn Thanh Sơn, huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh đã gây sạt lở núi, sạt lở cầu cống, công trình thủy lợi và cơ sở hạ tầng khác đã bị hư hại, thiệt hại rất nghiêm trọng. Lũ lụt và lở đất đã ảnh hưởng đến tổng cộng 65.000 người tại 11 quận, huyện của năm thành phố Tây Ninh, Hải Bắc, Hải Đông, Hoàng Nam và Quả La di rời khẩn cấp, hơn 100 ngôi nhà bị sập. Trong thời gian này, hơn 9.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 5,3 nghìn hecta, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 690 triệu nhân dân tệ. 10. Trận động đất 6,8 độ Richter ở Luzhe, tỉnh Tứ Xuyên ngày 5 tháng 9 vào lúc 12 giờ 52 phút ngày 5 tháng 9. Một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Luzhe, khu tự trị Tây Tạng Ganji, tỉnh Tứ Xuyên, với độ sâu tiêu cự 16 km. Trận động đất đã ảnh hưởng đến 548.000 người ở 24 quận, huyện trong 6 tỉnh bao gồm Ganji và Ra'an của tỉnh Tứ Xuyên, 117 người chết và mất tích, 80.000 người phải di rời khẩn cấp, 12.000 ngôi nhà bị sập và 265.000 ngôi nhà bị thiệt hại ở mức độ khác nhau, hơn 100.000 tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng như điện, thông tin liên lạc và đường xá trong khu vực bị thiên tai tàn phá nghiêm trọng, với thiệt hại kinh tế trực tiếp là 15,48 tỷ nhân dân tệ. Thưa quý vị, sáng nay, hai trận động đất có cường độ đo được ban đầu 6,7 độ Richter và 6,2 độ Richter đã làm rung chuyển vùng Tây Nam Trung Quốc. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần cho người dân trong khu vực. Trận động đất thứ nhất xảy ra gần Thanh Hải lúc 9 giờ 26 phút sáng theo giờ địa phương, 0 giờ 26 phút theo giờ quốc tế. Tâm chấn động đất nằm ở độ sâu 20 km, đến 10 giờ 46 phút giờ địa phương, 1 giờ 46 phút theo giờ quốc tế. Lại xảy ra một trận động đất nữa với cường độ 6,7 độ Richter, tâm chấn nằm sâu dưới 40 km. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã phát một cảnh báo sóng thần sau khi xảy ra trận động đất thứ hai, khuyến cáo các tỉnh thành trong khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi những đợt sóng thần nhỏ. Người dân được cảnh báo tránh xa các khu vực gần bờ biển. Cảnh báo sóng thần sau đó đã được dỡ bỏ. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hay thương vong. Thanh Hải nằm cách thủ đô Bắc Kinh 1.678,3 km về phía Tây Bắc. Một bức tường đá của bức tường thành cổ ở tỉnh Thanh Hải đổ sập sau trận động đất 5,4 độ Richter. Hai trận động đất diễn ra trong ngày đã khiến 25 người bị thương. Trận động đất dữ dội chiều qua ở Trung Quốc khiến gần 10.000 người bỏ mạng, hàng trăm người mắc kẹt dưới những tòa nhà bị sập, trong khi các đội cứu hộ vẫn chưa tới được vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo số liệu mới nhất tính đến tuần này thì đã có gần 39.000 người thiệt mạng. Cơn địa chấn mạnh 7,8 độ Richter, tâm chấn là tỉnh Tứ Xuyên, xảy ra vào đầu giờ chiều hôm qua làm ít nhất 12 trường học bị sập. Các nhà máy hóa chất và một bệnh viện cũng bị phá hủy, khiến hàng trăm người bị mắc kẹt. Số người chết được cho là sẽ còn tăng lên trong trận động đất kinh hoàng nhất ở Trung Quốc trong 3 thập kỷ nay. Khoảng 1.000 em học sinh bị vùi dưới tòa nhà 3 tầng của một trường học ở thành phố Đô Giang Yển.
Tứ Xuyên, Thủ tướng Tập Cận Bình đau lòng khi 105 thi thể của các em được lôi ra khỏi đống đổ nát. Một trường học khác ở Đô Giang Yển cũng bị sập khiến 650 em học sinh mắc kẹt, đội cứu hộ mới đưa được khoảng 190 em ra ngoài. Chúng ta không thể phí phạm một phút nào được, ông Tập nói. Mỗi phút, mỗi giây đáng giá bằng cả sinh mạng của một em học sinh. Ở Thành Đô, nhiều người phải ngủ ở ngoài đường hoặc trong xe hơi do lo ngại các dư chấn tiếp theo. Ở đây, ít nhất 69 người chết và 950 người bị thương. Bắc Kinh đã nhanh chóng điều động quân đội và các nhóm y tế tới cứu người còn sống và điều trị cho những người bị thương. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh sẽ nỗ lực cứu trợ trong khi yêu cầu người dân bình tĩnh. Hạt Vấn Xuyên, cách thủ phủ Tứ Xuyên 100 km, là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Phần lớn nhà của nông dân ở hai thị trấn đã bị sập, trong khi giới chức chưa nhận được thông tin của ba thị trấn gần tâm chấn nhất. Ba thị trấn này có khoảng 29.000 dân. Giới chức Vấn Xuyên khẳng định có 51 người chết và số thương vong còn tăng lên nhanh chóng. Chúng tôi rất cần liều, thực phẩm, thuốc và thiết bị liên lạc vệ tinh. Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Vấn Xuyên cho hay, hơn 9.000 người được cho là đã thiệt mạng ở hạt Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên. Tại đây, 80% các tòa nhà đều đã bị sập. Thảm họa lần này ở Tứ Xuyên là cơn địa chấn kinh hoàng nhất ở Trung Quốc kể từ năm 1976, khi một trận động đất san bằng thành phố Đường Sơn khiến gần 300.000 người chết. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tìm Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, đó không phải là cái gì xa lạ mà chính là chính sách quốc phòng 4.0 của Việt Nam. Dành cho những bạn nào chưa biết thì chính sách quốc phòng 4.0 của Việt Nam được công bố trong sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019 là một phiên bản mở rộng của chính sách 3.0 nổi tiếng. Chính sách 3.0 lần đầu tiên xuất hiện trong sách trắng quốc phòng của Việt Nam vào năm 1998 và sau đó nó được tái xuất hiện trong sách trắng vào năm 2004 vào năm 2019. Sau 21 năm duy trì chính sách 3.0, năm 2019 Việt Nam công bố sách trắng quốc phòng với 4.0. Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác. Nay thêm một điều nữa là không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Vấn đề ở đây là ý nghĩa của chính sách 4.0 là gì? Hãy cùng xem xét. Khi ta đang nói đến quốc phòng của một nước là ta đang nói đến những vấn đề cần phải sử dụng đến lực lượng quân sự để đối ngoại như tấn công xâm lược nước khác hay phòng thủ trước sự xâm lược của nước ngoài. Với Việt Nam chắc chắn sẽ không đem quân xâm lược những quốc gia khác ở cách xa như là Mỹ, tấn công Iraq, Afghanistan, lực lượng quân sự của Việt Nam chỉ phòng thủ đất nước. Như vậy, các xung đột có thể phát sinh sẽ chỉ xảy ra giữa Việt Nam và các nước láng giềng. Xung quanh Việt Nam có các nước như Lào, Campuchia, Trung Quốc có đường biên giới trên bộ, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Brunei có đường biên giới trên biển. Như vậy, rõ ràng là Việt Nam không cần thiết phải đặt vấn đề như liên minh quân sự hoặc cho nước ngoài sử dụng căn cứ quân sự chỉ để chống lại sự đe dọa từ Lào, Campuchia hay các nước Đông Nam Á khác. Tự thân lực lượng quân sự Việt Nam có thể hoàn toàn giải quyết khi xung đột với các đất nước này. Vậy lẽ trên tất cả chính sách quốc phòng của Việt Nam dường như chỉ nhằm vào một đối tượng đó là Trung Quốc. Nhưng xem xét kỹ hơn, ta có thể thấy trong 4.0 nêu trên, chỉ có 3.0 đầu là mang ý nghĩa về mượn sức mạnh nước ngoài và cầu không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Điều này liên quan đến thực lực của bản thân Việt Nam. Rõ ràng, đây là điều để trấn an các nước xung quanh. Hãy cùng xem xét kỹ hơn một chút vấn đề về chính sách mới được thêm vào. Như các bạn đã biết, nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển, tạo động lực cho quân đội Việt Nam cùng phát triển theo. Trong những năm gần đây, quân đội Việt Nam đã được trang bị những vũ khí hiện đại mới, trong đó hải quân và không quân được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại, với việc mua sắm, đóng mới thêm các tàu mặt nước, tàu ngầm, nhập khẩu nhiều máy bay chiến đấu, chế tạo nhiều mũi tên lửa. Rõ ràng là các nước xung quanh đã và đang cảm nhận được áp lực và sức mạnh quân sự của Việt Nam. Mặc dù Việt Nam yêu hòa bình, nhưng các nước láng giềng vẫn ít nhiều cảm thấy lo lắng, kiêng dè với sức mạnh quân sự càng ngày càng đi lên, không thể che giấu nữa. Buộc Việt Nam vào năm 2019 phải công bố thêm một điều là không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Tất cả đều cho thấy tiềm lực cũng như thực lực của quân đội Việt Nam đang càng ngày càng trở nên mạnh mẽ.
Quay trở lại vấn đề chính, như phân tích ở trên, ta có thể bỏ điều thứ tư trong chính sách 4.0 để quay trở lại với 3.0 nguyên bản được duy trì 21 năm nay, đồng thời thay Trung Quốc vào mục tiêu được nhắm đến ta có được như sau. Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với các nước khác để chống Trung Quốc, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống Trung Quốc. Rõ ràng, sau khi đọc lại các mệnh đề trên, ta có thể thấy được những thông điệp mà Việt Nam muốn gửi đến Trung Quốc là Việt Nam trung lập. Việt Nam không muốn kéo vào vòng xoáy lợi ích của các nước lớn, cũng như Việt Nam theo đuổi đường lối tự chủ tự cường, miễn là Trung Quốc không vượt qua giới hạn. Việt Nam sẽ theo đuổi đường lối hòa bình, tạo ra một vùng đệm, vùng biên giới an toàn với Trung Quốc. Tất cả những điều trên là một quân bài chưa lật của Việt Nam, buộc lãnh đạo Trung Quốc phải cân nhắc thêm một lần nữa trước khi có các hành động chống lại Việt Nam. Bởi vì nếu ép Việt Nam vào con đường phải từ bỏ chính sách 3.0 nêu trên, đối với Trung Quốc chắc chắn là một sự tổn hại. Việc người Mỹ, người Nga hay Ấn Độ có căn cứ hải quân hoặc hiện diện quân sự tại Việt Nam sát nách Trung Quốc cũng như để một cường quốc ngoài khu vực đến và kiểm soát con đường thương mại huyết mạch của cả vùng Đông Bắc Á chắc chắn là một cơn ác mộng đối với Trung Quốc. Có nên ép Việt Nam phải trở mặt thành thủ? Ban lãnh đạo Trung Quốc phải suy nghĩ kỹ thêm một lần nữa có đáng hay không? Đây chính là con bài lợi hại của Việt Nam, để người Trung Quốc tự lựa chọn giữa được và mất, để Trung Quốc không còn xu hướng tấn công Việt Nam như hồi năm 1979, khi họ cho rằng đang lưỡng đầu thọ địch. Sau tất cả, cho dù là chính sách 3.0 hay 4.0 thì cũng chỉ là những chính sách quốc phòng của Việt Nam, không được ghi chép trong hiến pháp, nên nó dễ dàng bị thay đổi theo thời cuộc, phụ thuộc vào tình hình thực tế. Do đó, không phải Việt Nam đoạn tuyệt với liên minh quân sự, chẳng qua là hiện tại chưa cần thiết. Không cần tạo cớ cho Trung Quốc có những chính sách bất lợi với Việt Nam. Suy cho cùng, Việt Nam không cần thiết phải chống lại Trung Quốc cho lợi ích của các nước khác. Chừng nào thanh giới Việt Nam đặt ra bị Trung Quốc xâm phạm, Việt Nam sẽ bằng mọi giá bảo vệ đất nước, kể cả tranh thủ sự đồng tình của bạn bè quốc tế. Đối với trong nước, thì chính sách 4.0 giúp cho Việt Nam tự lực, tự cường, xây dựng quân đội mà không ỷ lại dựa dẫm vào nước ngoài. Việc chính bản thân trở nên mạnh mẽ, một lần nữa giúp cho việc liên minh hãy tận dụng sự hỗ trợ của nước ngoài đều trở nên dễ dàng và hiệu quả. Suy cho cùng, không ai muốn làm đồng minh với một kẻ yếu đuối phụ thuộc vào mình, cũng không ai muốn kết minh rồi lại trở thành gánh nặng. Do vậy mà tự lực tự cường chính là chìa khóa để dễ dàng kết bạn khi liên minh. Thực tế cho ta thấy, cho dù Philippines là đồng minh của Mỹ, nhưng vì đường lối ngoại giao quá bạc nhược, quân đội yếu kém, nên vai trò của Philippines trong mắt Mỹ chắc chắn là không bằng Việt Nam. Thêm vào đó là chính sách 4.0 của Việt Nam, giúp Việt Nam nâng tiếng nói và vị thế đang ngày càng đi lên. Rõ ràng rằng, nếu cứ núp sau lưng những nước lớn và để họ nói chuyện thay cho mình, thì ngoài việc vai trò tiếng nói của mình mất đi giá trị, thậm chí còn bị nước ngoài buôn bán, bỏ rơi hoặc tận dụng xương máu của người Việt Nam vì lợi ích của họ. Chắc chắn rằng sẽ không có một ai, không có một đất nước nào có thể bảo vệ lợi ích và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam thay cho chính người dân Việt Nam. Sẽ không có một quân đội nào lại đổ máu để bảo vệ lãnh thổ Việt Nam thay cho quân đội Việt Nam. Chắc chắn rằng không có một ai lại tự dưng đi hy sinh vì lợi ích của một kẻ khác. Họ chỉ có thể tham chiến vì lợi ích của chính họ hoặc khi họ nhận được một cái giá đủ lớn. Cho nên là cầu người chẳng bằng cầu mình. Video của kênh Tin Mới xin được dừng lại ở đây. Bạn có cảm nhận như thế nào và những điều nêu ở trên? Đầu thập niên 1960, Liên Xô bắt đầu viện trợ cho Việt Nam, Dân Chủ Cộng Hòa, các giàn pháo phản lực phóng loạt BM-14 và BM-21. Pháo phản lực BM-14 sử dụng đạn cỡ 140mm, gồm 16 hoặc 17 ống phóng, được đặt trên một xe vận tải với toàn bộ trọng lượng khoảng 2,5 tấn. Mỗi quả đạn BM-14 nặng khoảng 40kg, tầm bắn đạn 10.800m. Giàn pháo BM-21 sử dụng loại đạn cỡ 122 ly, gồm 40 nòng, được đặt trên một xe chiến đấu.
sự cải tiến của BM-21 so với BM-14 là nó có thể phóng từ ống hoặc phóng đồng loạt. Một khẩu đội gồm 3 hoặc 4 người có thể trú trong cabin để bắn hoặc đứng từ xa và điều khiển của đường cáp dài 64m. Ưu điểm của các dàn pháo phản lực này là có khả năng bắn trùm lên mục tiêu rộng. Thí dụ, một tiểu đoàn trang bị toàn BM-21 có thể bắn 720 quả đạn trong vòng 20 giây, trùm lên khu vực rất rộng. Do vậy mà nó rất hữu hiệu để chống lại đội hình bộ binh và thiết giáp hạng nhẹ, hoặc phá hủy hầm hào kiên cố. Tuy nhiên, nhược điểm của các dàn pháo phản lực này là nó phải nạp đạn bằng tay. Ví dụ, một dàn pháo BM-21 sau khi bắn hết đạn, muốn nạp lại đạn thì phải mất 10 phút. Nhược điểm thứ hai là độ tản mát của đạn còn lớn, không thể phát huy hiệu quả nếu bắn vào một mục tiêu nhỏ được định vị như lô cốt bê tông. Nhược điểm thứ ba là các dàn pháo này rất cồng kềnh. Trong điều kiện lúc bấy giờ quân đội Việt Nam khi vào chiến trường miền Nam còn phải hành quân bộ qua đường mòn Hồ Chí Minh, thì việc mang những dàn pháo phản lực này là không thể thực hiện được. Vấn đề đặt ra là phải làm sao đưa được loại pháo uy lực này vào chiến trường miền Nam để phục vụ chiến đấu. Do vậy mà ngành kỹ thuật pháo binh đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu cải tiến pháo phản lực BM-14. Còn loại BM-21 thì đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị phía Liên Xô cải tiến giúp. Hướng cải tiến của BM-14 và BM-21 là chuyển từ dàn pháo phản lực thành pháo phản lực mang vác, tháo rời từng nòng ống pháo. BM-14 sau cải tiến gồm phóng đặt trên một bề mặt gỗ, ống phóng làm bằng thép mỏng cuộn lại dài 1,4m. Mặt trong có đánh 4 đường sống, tiếp tuyến với mặt hình trụ của đạn. Bệ bằng gỗ dày 2cm, rộng 25cm, dài 1,2m. Điều tiện lợi là khi hành quân vào Nam không cần mang theo bệ gỗ mà chỉ cần mang theo ống phóng. Vào chiến trường có thể dễ dàng làm tại chỗ dựa theo bản thiết kế. Toàn bộ bệ phóng gồm cả ống phóng và bệ gỗ chỉ nặng khoảng 10,5kg. Khi thử nghiệm, bệ phóng được kê đầu trên túi đất, chèn thêm các túi đất lên trên và quanh tấm gỗ để cố định bệ. Góc bắn được lấy là 45 độ, điểm hỏa bằng 6 quả pin nhỏ con thỏ, loại 1,5V. Thử nghiệm cho thấy luồng phụt không làm hư hại bệ phóng, có thể dùng lại được. Pháo BM-14 sau khi cải tiến có tầm bắn khoảng 8.000m, tức là giảm so với nguyên bản nhưng lại có độ chính xác cao hơn. Mặt khác, nó ưu điểm hơn dàn phóng BM-14 ở chỗ. Dàn phóng BM-14 chỉ phóng lần lượt từng quả, còn pháo cải tiến có thể phóng cùng lúc 12 quả đạn nhờ vào hệ thống điểm hỏa. Bởi vậy mà nó còn được gọi là A-12. Sau khi cải tiến thành công từ một dàn phóng 17 ống trên một xe, A-12 được biên chế cho mỗi tiểu đội 12 ống phóng. Với trọng lượng rất nhẹ, A-12 rất tiện lợi, cơ động để thực hiện những đòn tập kích luồn sâu, đánh hiểm vào đối phương. Tiểu đoàn 99 là đơn vị đầu tiên được trang bị A-12 đối với BM-21 vào dịp Tết năm 1966. Các khẩu BM-21 đã cải tiến đã được gửi sang Việt Nam. Ban đầu người ta gọi đó là DKZ-66, sau đó đổi là DKB, có nghĩa là loại DKZ dùng chiến đấu ở B, tức là chiến trường miền Nam Việt Nam. DKB vẫn sử dụng nòng và đạn cùng với cỡ với BM-21 nhưng được tháo rời từng nòng ra và mỗi nòng đó gắn thêm các chân. Như vậy đã giải quyết được yêu cầu gọn nhẹ, dễ mang vác. Đạn DKB nặng 46kg, tầm bắn gần nhất 2.000m, xa nhất là 11.000m. Sau khi có DKB, Trung đoàn 84A được thành lập để huấn luyện sử dụng loại pháo này. Sau một thời gian huấn luyện, ngày 17 tháng 6 năm 1966, Trung đoàn 84 cùng với Tiểu đoàn 99 đã bắn trình diễn loại vũ khí năm mới này tại trường bắn Hòa Lạc, Hà Tây cho Bác Hồ và các vị lãnh đạo cấp cao xem. Cuộc bắn thử nghiệm đạt kết quả tốt. Từ thời điểm này trở đi, các đơn vị pháo binh của ta chuyển sang trang bị pháo mang vác và chủ yếu. Toàn binh chủng chỉ còn Trung đoàn 204 là trang bị pháo xe kéo. Sau cuộc bắn thử nghiệm mấy tháng, Trung đoàn 84A và Tiểu đoàn 99 hành quân vào Nam. Tháng 9 năm 1966, Tiểu đoàn 99 vào đến Tây Thừa Thiên Huế để chuẩn bị pháo kích sân bay Phú Bài. Tuy nhiên, đang trong quá trình điều nguyên mục tiêu thì đơn vị lại được lệnh chuyển vào đánh sân bay Đà Nẵng là mục tiêu lớn hơn để tạo thanh thế cho vũ khí mới của ta. Lại mất thời gian hành quân di chuyển, đến tháng 12 năm 1966, Tiểu đoàn 99 vào đến chiến trường chuẩn bị cho trận đánh. Phải mất nhiều tháng trời, đơn vị mới hoàn thành công tác chuẩn bị cho trận đánh. Việc vận chuyển đạn thì nhờ các cơ sở ở hai huyện Điện Bàn và Hòa Vang giúp đỡ. Ngày 27 tháng 2 năm 1967, Tiểu đoàn 99 vào chiếm lĩnh trận địa.
đúng 1:20 ngày 28 tháng 2 năm 1967, đơn vị bắn 15 loạt với 140 viên đạn và các mục tiêu trong sân bay. 15 phút sau, máy bay và pháo binh địch mới có phản ứng, lúc đó du kích đã nghi binh xóa dấu vết và đưa đơn vị trở về vị trí an toàn. Sau trận đánh, các cơ sở của ta trong thành phố Đà Nẵng cho biết 94 máy bay các loại, 200 xe quân sự địch bị phá hỏng, nhiều giặc lái và nhân viên kỹ thuật bị diệt. Thư của cơ sở trong thành phố gửi ra mô tả trận đánh như sau: tỉnh dậy là thấy tiếng ào ào xé, không khí như hàng chục chiếc máy bay phản lực cất cánh, nhiều tiếng nổ làm rung chuyển cả thành phố, lửa bùng lên dữ dội trong sân bay, nhiều người tưởng là máy bay miền Bắc là vào ném bom, đã rủ nhau lên mái nhà xem máy bay Mỹ cháy. Còn trung đoàn 84A nhận lệnh vào chiến trường B2 nên mất thời gian di chuyển lâu hơn. Khi vào đến chiến trường, trung đoàn mang phiên hiệu 72. Đầu tháng 5 năm 1967, trung đoàn nhận lệnh pháo kích sân bay Biên Hòa. 22 giờ 50 phút ngày 11 tháng 5 năm 1967, trên toàn tuyến trận địa dài hơn 1 cây số dọc theo sông Đồng Nai thuộc các xã Mỹ Lộc, Tân Định, Hòa Tiễn đã lên giàn phóng chờ lệnh phóng. Đúng 23 giờ, đồng loạt 54 khẩu pháo DKB của trung đoàn 724 phóng đạn về phía mục tiêu trong 15 phút liên tục. Đòn tập kích bất thần với uy lực của vũ khí mới đã khiến cho quân địch đi từ ngỡ ngàng đến hoang mang không kịp phản ứng. Ngày 12 tháng 5 năm 1967, sân bay Biên Hòa bị tê liệt hoàn toàn và vẫn còn chìm trong khói lửa. 150 máy bay cùng nhiều vũ khí kho tàng quân sự bay bị phá hủy hoặc phá hỏng, cùng hơn 800 giặc lái và nhân viên kỹ thuật của địch bị loại khỏi vòng chiến. Ngày 14 tháng 5 năm 1967, toàn trung đoàn 724 về đến căn cứ an toàn. Thưa các bạn, các trận tập kích hỏa lực vào sân bay Đà Nẵng và sân bay Biên Hòa của pháo A-12 và DKB đã gây không khí phấn khởi cho quân dân ta đang đánh Mỹ trên khắp các chiến trường. Về mặt quân sự, những trận đánh này đã mở đầu cho chiến thuật sử dụng pháo mang vác luồn sâu đánh điểm vào những căn cứ được bảo vệ rất nghiêm ngặt của đối phương. Cũng từ đây, pháo mang vác là một vũ khí lợi hại của pháo binh Việt Nam trong những trận pháo kích vào căn cứ đối phương. Một điều đáng phải nhắc đến nữa là bản thân A-12 và DKB đã là những khẩu pháo cải tiến sáng tạo. Nhưng khi đã vào chiến trường, những người sử dụng nó còn sáng tạo hơn nữa. Có khi họ bắn các quả đạn đi mà không cần bệ phóng, bằng cách gác những cành cây lên tạo thành một cái chạc để tạo góc phóng cho đạn. Hoặc một cách khác là họ đắp đất thành cái bệ rồi đặt cò pháo vào rồi điểm hỏa bằng pin. Những cách bắn ứng dụng đấy khiến cho pháo phản lực càng lợi hại vì nó không mất công vận chuyển theo các ống phóng cồng kềnh và có thể triển khai trận địa ở bất cứ chỗ nào quanh mục tiêu. Pháo phản lực xuất hiện ở chiến trường đã gây ra những uy hiếp tinh thần rất lớn cho quân Mỹ và quân Việt Nam Cộng Hòa bởi tiếng rít của quả đạn khi bay đến gần mục tiêu và sức nổ rất mạnh của nó. Theo sách lịch sử pháo binh Việt Nam, sau những đòn tập kích bằng pháo phản lực của Việt Nam, đối phương giải truyền đơn đề nghị pháo binh Việt Nam thôi dùng hỏa tiễn để đổi lấy việc Mỹ sẽ thôi dùng B-52. Vai trò của pháo mang vác chỉ giảm đi vào những năm cuối của chiến tranh, khi đường Trường Sơn đã được mở rộng để hành quân cơ giới, cho phép có thể chuyển pháo xe kéo vào chiến trường miền Nam. Sự ra đời của pháo phản lực mang vác thể hiện sự sáng tạo của quân đội Việt Nam trong việc khắc phục khó khăn để chiến đấu. Có lẽ dù có trí tưởng tượng giàu đến đâu thì những nhà thiết kế pháo phản lực của Liên Xô cũng không ngờ rằng là có ngày những dàn pháo phản lực ấy lại được tháo rời ra để mang vác trên vai người và luôn dừng lội suối. Và chắc họ lại càng không thể ngờ rằng các dàn pháo phản lực của họ ban đầu là một cụm ống phóng khi bắn có độ tản mát lớn, chỉ phù hợp với điều kiện bắn đội hình quân địch trên những thảo nguyên mênh mông. Nhưng Việt Nam lại muốn làm ngược lại là tháo rời ống phóng ra để đặt ở nhiều địa điểm trên một diện rộng, nhưng bắn trùng vào một khu vực nhất định. Theo nguyên tắc đã được xác lập từ Điện Biên Phủ là hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung. Những bài học sáng tạo từ thời trước sẽ là truyền thống để ngày nay quân đội Việt Nam tiếp tục phát huy sáng tạo trong việc khai thác và sử dụng các loại vũ khí mua của nước ngoài nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là quan chức cao cấp nhất của Mỹ tới thăm Philippines kể từ khi có sự chuyển giao quyền lực từ cựu Tổng thống Rodrigo Duterte sang Tổng thống đương nhiệm Ferdinand Marcos Jr. Ông Marcos là con của cố Tổng thống Ferdinand Marcos, người đã duy trì mối quan hệ đồng minh quân sự chiến lược với Mỹ trong suốt thời gian cầm quyền. Ông Duterte khi cầm quyền lại giữ khoảng cách với Mỹ và xích lại gần Trung Quốc hơn, với kỳ vọng sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện tranh chấp ở Biển Đông.
Tổng thống đương nhiệm của Philippines chủ trương vừa tăng cường quan hệ đồng minh quân sự, chiến lược truyền thống với Mỹ, vừa tạo thế cân bằng quan hệ với Mỹ, Trung Quốc. Mỹ có được tiền đề thuận lợi hơn để thúc đẩy quan hệ với Philippines sau khi có sự thay đổi tổng thống ở nước này. Philippines chiếm vị trí rất quan trọng trong chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc và đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ vẫn phải luôn lưu ý thỏa đáng tới việc tăng cường quan hệ giữa Philippines nhưng không đẩy Philippines vào tình thế khó xử với Trung Quốc. Cho nên bà Harris khi ở Philippines tuy ám chỉ Trung Quốc nhưng không nêu đích danh Bắc Kinh trong tuyên bố là Mỹ sẽ hành động cụ thể hậu thuẫn cho bảo vệ Manila nếu đảo quốc này bị bên ngoài tấn công và đe dọa an ninh. Cân bằng và kiềm chế hiện là cái khó đối với cả Mỹ và Philippines. Dù vậy, hiện tại vẫn là thời kỳ hai đối tác này nhiều tiền đề thuận lợi hơn hẳn thời kỳ trước đó để gắn kết đồng minh hơn nữa, để thực sự thống nhất quan điểm và phối hợp hành động ở khu vực Biển Đông nói riêng và ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói chung. Dù tránh để lộ ra bề mặt, nhưng dường như chuyến công du Philippines trong hai ngày vừa qua của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khiến Trung Quốc vẫn giận dữ không kém so với sự kiện Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan hồi tháng 8 vừa qua. Bắc Kinh thừa biết với việc bà Harris tham quan đảo Palawan sát vùng biển có tranh chấp chủ quyền với Manila tại Biển Đông. Diễn cảnh Washington-Manila khởi động lại các chương trình hợp tác quân sự là những thông điệp nhắm tới Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa chính thức phản ứng về sự kiện này. Nhưng tờ Hoàn Cầu Thời báo đã lập tức lên án Phó Tổng thống Mỹ muốn đổ thêm dầu vào lửa châm ngòi cho Biển Đông dậy sóng. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại một sự cố xảy ra hai ngày trước chuyến công du của Phó Tổng thống Kamala Harris. Tuần duyên Trung Quốc đã ngăn cản Philippines kéo vớt một mảnh vỡ được phát hiện tại khu vực gần đảo Thị Tứ thuộc chủ quyền của Việt Nam. Mảnh vỡ này được cho là thuộc tên lửa Trường Chinh 5B dưới cách đảo Thị Tứ 800m. Theo Hải quân Philippines, sau đó phía Trung Quốc đã tịch thu mảnh vỡ này. Hôm vừa qua, khi đến thăm một làng chài và lực lượng tuần duyên ở đảo Palawan phía tây Philippines, gần với quần đảo Trường Sa, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và nhiều nước Đông Nam Á. Phó Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố Washington cam kết sát cánh với Manila trước những hành vi hù dọa và cưỡng chế ở Biển Đông, tránh nêu đích danh Trung Quốc, nhưng bà đã mạnh mẽ lên án tàu ngoại quốc thâm nhập hải phận Philippines, đánh bắt bất hợp pháp các nguồn hải sản, uy hiếp ngư dân địa phương, trong lúc những tàu cá đó làm ô nhiễm đại dương hủy hoại môi trường biển. Từ Palawan, Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của luật pháp quốc tế về quyền tự do giao thông hàng hải. Nhân vật số 2 trong chính quyền ông Biden còn nói thêm, Bắc Kinh tuy thích diễn giải thế nào về sự hiện diện của bà tại hòn đảo này, nhưng bà Harris đến đây với mục đích nhắc nhở Mỹ là một quốc gia của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có trách nhiệm bảo đảm an ninh trong khu vực cho các nước đồng minh của Hoa Kỳ. Đại sứ Philippines tại Washington Jose Manuel Ramundez đánh giá Palawan là một cột mốc quan trọng chứng tỏ quyết tâm của Mỹ hỗ trợ các đồng minh như Philippines tại các vùng biển, các hải đảo có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Hơn thế nữa, vẫn theo nhà ngoại giao này, việc chọn đến thăm một hòn đảo nằm sát vùng có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc cho thấy Mỹ đánh giá tình hình nghiêm trọng tới mức nào. Thêm một yếu tố nữa khiến Bắc Kinh phẫn nộ với mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Philippines vào thời điểm này. Trước ngày bà Harris đến Manila, một quan chức cao cấp của Mỹ tiết lộ Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã bắt đầu đàm phán về một chương trình hợp tác quân sự, cho phép quân dân Mỹ tạm thời được đồn trú tại các căn cứ của Philippines. Có từ 3 đến 5 căn cứ quân sự của Philippines được các giới chức hai nước quan tâm. Báo New York Times đánh giá, đối với Philippines, chuyến công du của Phó Tổng thống Kamala Harris thể hiện tầm thức quan trọng của quốc gia Đông Nam Á này trong chiến lược của Mỹ tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tờ báo trích giáo sư Aret Uruguay, Đại học Philippines. Theo đó, việc chính quyền Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Philippines Marcos đẩy mạnh hợp tác quân sự là điều hiển nhiên. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang theo từng ngày trong khu vực eo biển Đài Loan, Trung Quốc nhiều lần tuyên bố sẽ thống nhất hòn đảo này, kể cả bằng sức mạnh quân sự. Giáo sư Aruguay giải thích thêm trong trường hợp nổ ra xung đột vũ trang, Philippines là một địa điểm gần nhất với chảo lửa đó. Gần hơn nhiều so với các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại đảo Okinawa, Nhật Bản. Nhìn đến các thỏa thuận quân sự giữa Mỹ và các nước đồng minh thân cận nhất trong vùng Ấn Độ, Thái Bình Dương, gồm Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines và Thái Lan, thì Philippines có vị trí gần eo biển Đài Loan hơn cả đảo Luzon, chỉ cách Đài Loan có chừng 200 km. Cựu cố vấn trong chính quyền Trump, Radan Shriver, được Reuters trích dẫn,
tiết lộ Washington đang rất quan tâm đến vị trí của Luzon. Đây có thể là nơi để Hoa Kỳ tích trữ rocket, tên lửa và các hệ thống phòng thủ khác trong trường hợp quân đội Trung Quốc đổ bộ lên Đài Loan. Vẫn theo Radan Schiffer, sau chính quyền Rodrigo Duterte, Tổng thống Marcos Jorge là một chính sách thân Mỹ ra mặt. Tháng 9 năm 2022, bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Tổng thống Philippines đã khẳng định với ông Joe Biden rằng Manila là đối tác, là đồng minh, là bạn của nước Mỹ. Cuối cùng, để giải thích về thái độ của Bắc Kinh tránh biểu lộ bực mình về các hoạt động ngoại giao của Phó Tổng thống Mỹ tại Philippines, một số nhà quan sát cho rằng câu trả lời có lẽ được đặt ra trong cuộc thảo luận tay đôi giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm vừa qua bên lề thượng đỉnh G20 Bali, Indonesia, cũng không loại trừ khả năng là Washington và Bắc Kinh đã có những trao đổi nhân cuộc họp đầu tuần tại Campuchia giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước. Trước mắt, nội dung cuộc trao đổi giữa các ông Nguyễn Phượng Hòa và Lloyd Austin vẫn được dự kín. Điều chắc chắn duy nhất, Biển Đông là một trong những mặt trận để Hoa Kỳ và Trung Quốc đọ sức và điều đó càng lúc càng khiến cho các nước Đông Nam Á lo ngại. Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Philippines, đồng minh hiệp ước quan trọng và lâu đời nhất của Washington tại Đông Nam Á, mở ra cơ hội làm ấm lại quan hệ quốc phòng sau nhiều năm nguôi lạnh dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte. Tôi không nhìn thấy một tương lai nào của Philippines mà không có Mỹ trong đó, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jorge nhấn mạnh trong cuộc gặp Phó Tổng thống Mỹ Harris hôm đầu tuần. Tổng cộng 21 dự án quân sự mới mà Mỹ tài trợ và các địa điểm phòng thủ mới chưa được tiết lộ trên khắp Philippines đã được thảo luận trong chuyến thăm 3 ngày của bà Harris. Mỹ và Philippines ký hiệp ước phòng thủ chung vào năm 1951. Trước cả các đồng minh quan trọng bậc nhất hiện nay của Washington ở châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 năm 2022, Tổng thống Marcos đã tìm cách khôi phục quan hệ với Mỹ và tại Manila lần này, bà Harris đã nói những điều mà chính quyền ông muốn nghe nhất. Một cuộc tấn công vũ trang và lực lượng vũ trang, tàu công vụ hoặc máy bay của Philippines ở Biển Đông sẽ kích hoạt các cam kết phòng thủ chung của Mỹ. Đó là một cam kết vững chắc của chúng tôi với Philippines, bà Harris nhấn mạnh trong cuộc gặp ông Marcos. Chỉ một ngày sau đó, Phó Tổng thống Mỹ đến Palawan, một tỉnh đảo của Philippines, nằm gần nhất khu vực tranh chấp trên Biển Đông, không chỉ củng cố các cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ Philippines tăng cường năng lực hàng hải, bà Harris còn truyền tải thông điệp đến Trung Quốc đứng trên một tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên Philippines Palawan. Bà tuyên bố phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông năm 2016 phải được tôn trọng và Mỹ sẽ sát cánh cùng Philippines để bảo vệ các nguyên tắc do luật quốc tế trên Biển Đông. Bài phát biểu của bà Harris tại Palawan là chỉ dấu cho thấy Mỹ đang cố gắng phát huy thông điệp rằng hiệp ước liên minh với Philippines đang rất mạnh mẽ. Đây cũng là một động thái cân bằng kinh điển của một quốc gia vừa và nhỏ khi đứng giữa hai cường quốc. Duy trì quyền tự chủ chiến lược bằng cách nhắc nhở mỗi cường quốc về vai trò của mỗi bên còn lại, Stephen Root, nghiên cứu viên tại trường Cornell về châu Á-Thái Bình Dương của Đại học Quốc gia Úc, nhận định với báo Japan Times. Nhờ vị trí địa lý của mình, Philippines có giá trị chiến lược đối với Mỹ trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng như phần lớn các nước Đông Nam Á khác, Manila hiểu rõ phải giữ sự cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc khi sự cạnh tranh của hai siêu cường ngày càng gay gắt. Mặc dù trong chuyến đi này, phía Mỹ đã công bố các sáng kiến khác hỗ trợ Philippines về năng lượng sạch, nông nghiệp và y tế, nhưng sự chú ý lại dồn vào thỏa thuận lực lượng thăm viếng năm 1998 và thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao EDCA năm 2014. Đây là hai cơ sở pháp lý cho phép quân đội Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự của Philippines và cất giữ thiết bị quốc phòng ở đó. Trong tài liệu do Nhà Trắng công bố, Mỹ sẽ đổ tiền cho 21 dự án trên khắp Philippines nhằm nâng cao sức mạnh của liên minh và xây dựng thế trận phòng thủ chung đáng tin cậy. Một quan chức Philippines không nêu tên tiết lộ trong khuôn khổ EDCA, số căn cứ Philippines mà quân đội Mỹ được phép tiếp cận sẽ không dừng lại ở con số 5 như hiện tại. Việc không có thời gian biểu cụ thể để hoàn tất điều này cho thấy Manila sẽ phải đánh giá kỹ lưỡng nhiều yếu tố, bao gồm cả cân nhắc phản ứng từ Trung Quốc. Chuyến thăm của bà Harris có thể được Manila sử dụng như một phép thử đo lường các phản ứng từ Trung Quốc trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Marcos dự kiến vào tháng 1 năm 2023. Washington được cho là đã yêu cầu 5 địa điểm mới trong khuôn khổ EDCA nên nằm gần Biển Đông và Đài Loan. Đó sẽ là một thử thách cho cách tiếp cận thực dụng của ông Marcos trong cuộc chơi với Mỹ và Trung Quốc.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến thăm đảo Palawan của Philippines ở Biển Đông, trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến đảo này từ trước tới nay. Phó Tổng thống Kamala Harris là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến nay từng tới thăm đảo Palawan. Chuyến thăm của bà Harris tại đảo Palawan diễn ra một ngày sau khi bà có cuộc gặp với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jose ở Manila. Khi đến Palawan, bà Harris đã gặp gỡ các ngư dân ở một số ngôi làng trên biển và các thành viên của lực lượng tuần duyên Philippines. Bà Harris nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực, qua đó bác bỏ các yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo bà Harris, phán quyết của Tòa trọng tài thường trực có ràng buộc về pháp lý và cần phải được tôn trọng. Bà Harris khẳng định rằng Mỹ sẽ sát cánh cùng Philippines trước đe dọa và cưỡng ép ở Biển Đông. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập hợp các đối tác và đồng minh chống lại hành vi phi pháp và vô trách nhiệm khi trật tự thế giới dựa trên luật lệ lại bị đe dọa ở nơi nào đó. Thì điều đó có nghĩa là nó bị đe dọa ở mọi nơi. Chúng ta cần đấu tranh cho các nguyên tắc như tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, thương mại hợp pháp, không bị ngăn cản, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông và Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Về phần mình, Tổng thống Marcos đã nói rằng mối quan hệ giữa hai nước vẫn vững chắc và quan trọng. Nhà lãnh đạo này cho biết ông không thấy một tương lai của Philippines mà không bao giờ có Mỹ. AFP bình luận, chuyến thăm của Phó Tổng thống Hoa Kỳ đến Palawan chứng tỏ sự ủng hộ của Washington đối với đồng minh lâu đời Manila và đối trọng với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Bắc Kinh trong khu vực. Chuyến thăm Palawan của Phó Tổng thống Harris diễn ra một ngày sau khi bà hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jose tại Manila. Phát biểu sau cuộc hội đàm, bà Harris tuyên bố rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines là lâu dài, bền vững và cam kết của Mỹ là không lay chuyển. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cũng cho biết sẽ tiếp tục tập hợp các đồng minh và đối tác chống lại những thành viên vô trách nhiệm và phi pháp tại Biển Đông. Bà lập luận rằng một khi trật tự trên căn bản luật pháp bị đe dọa tại nơi nào đó, tất cả các nơi khác cũng sẽ bị đe dọa. Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền gần trọn Biển Đông trong phạm vi đường đứt khúc 9 đoạn họ tự vạch ra, Bắc Kinh cho bồi lấp trên những đảo nhân tạo, tạo dựng đảo đá mà nước này chiếm giữ ở Biển Đông. Trong khi đó, Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc tố cáo bà Harris trong ngòi vấn đề Biển Đông. Bài xã luận của tờ báo viết, Philippines có quyền tiếp đón bất kỳ du khách nào, nhưng các cuộc trao đổi song phương không được gây phương hại đến lợi ích của một nước thứ ba, cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực. Trước đó, Phó Đô đốc Alberto Carlos của Hải quân Philippines cho biết tàu tuần duyên của Trung Quốc chặn chiếc xuồng của Philippines khi đang kéo theo vật thể không xác định hướng về đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Sự việc diễn ra hôm Chủ nhật vừa qua. Theo Alberto Carlos, trước đó, lực lượng Philippines đồn trú tại Thị Tứ phát hiện một vật thể kim loại nổi trên biển cách đảo khoảng 723 mét và triển khai xuồng cao su thân cứng để tiếp cận, gắn cây kéo vật thể về đảo. Hải quân Philippines buộc vật thể vào xuồng và bắt đầu kéo về đảo thì bị tàu cảnh sát biển Trung Quốc áp sát và hai lần chắn ngang đường di chuyển của xuồng. Tàu hải cảnh Trung Quốc sau đó triển khai xuồng để cắt đứt dây nối giữa vật thể với xuồng. Phát ngôn viên quân đội Philippines Charin Tidoc cho biết vật thể này không giống như các mảnh vỡ tên lửa của Trung Quốc đã được trục vớt trong tháng này từ đảo Busuga phía bắc tỉnh Palawan. Thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục phóng tên lửa từ bãi phóng Văn Xương trên đảo Hải Nam để vận chuyển nhu yếu phẩm và thiết bị lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Mảnh kim loại từ các vụ phóng đã ít nhất 3 lần rơi xuống vùng biển ngoài khơi Philippines. Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines chưa đưa ra bình luận về cáo buộc này. Trong một diễn biến khác, Tổng thư ký Tòa trọng tài thường trực quốc tế PCA Maxine Stepelak mới đây đã đến Hà Nội để khai trương văn phòng đại diện được đặt tại đây. Theo ông Stepelak, việc ủng hộ và hỗ trợ văn phòng PCA, Việt Nam thể hiện cam kết và tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện phi pháp luật quốc tế, giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Ông Hoàng Việt, giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Ban nghiên cứu luật biển và hải đảo cho rằng việc tòa trọng tài thường trực mở văn phòng tại Hà Nội là kết quả của quá trình mà Bộ Ngoại giao đã đại diện chính phủ ký kết và xúc tiến các hoạt động với PCA từ năm 2014 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự hội nhập quốc tế, đồng thời thể hiện thái độ nghiêm túc của Việt Nam trước việc sử dụng luật pháp quốc tế để giải quyết các bất đồng với các quốc gia khác. Ông Hoàng Việt nói thêm, chúng ta thấy rằng ở khu vực Đông Nam Á thì Singapore được chọn là nơi giải quyết rất nhiều tranh chấp. Nó không chỉ là tranh chấp giữa các quốc gia về biển đảo, mà nó còn tranh chấp về kinh tế, thương mại.
Đó là những tranh chấp mà Việt Nam có thể sẽ gặp trong tương lai. Hiện nay thì Việt Nam cũng đã gặp nhiều rồi. Nếu có văn phòng PCA ở đây thì sau này việc xét xử có thể sẽ được tiến hành từ Việt Nam. Và nếu có xảy ra các cuộc tranh chấp thì một số những người được phía Việt Nam đề cử làm trọng tài viên tham gia trong PCA ở Singapore cũng có thể tham gia xét xử được. Việt Nam cũng đã đề cử một số nhân vật, hầu hết là những người đã từng hoặc đang làm việc trong Bộ Ngoại giao Việt Nam và hầu hết họ được đào tạo luật pháp quốc tế tại các quốc gia tiên tiến. Đương nhiên là trình độ tiếng Anh và trình độ luật pháp quốc tế đều tốt cả. Với luật sư Đặng Đình Mạnh, tương tự như thông tin Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 vào tháng 10 vừa qua, thông tin PCA mở văn phòng đại diện tại Hà Nội là một thông tin tốt lành, tích cực trong giai đoạn hiện nay cả về đối ngoại và đối nội, ông phân tích. Về đối ngoại, chúng ta từng biết PCA là cơ quan trọng tài quốc tế, từng ra phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016, tuyên bố đường lưỡi bỏ chín đoạn. Tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông của Trung Quốc là bất hợp pháp theo đơn kiện của Philippines. Trụ sở chính của họ đặt tại La Hay, Hà Lan. Đến nay, trên thế giới họ chỉ từng mở 4 văn phòng đại diện, nay mở thêm tại Hà Nội là văn phòng đại diện thứ 5. Điều này chứng tỏ điều mà các nhà lãnh đạo Việt Nam thường nhắc đến về vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Vào ngày 22 tháng 1 năm 2013, Philippines đệ đơn khởi kiện Trung Quốc theo phụ lục 7 Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS về một số tranh chấp giữa hai nước liên quan việc giải thích và áp dụng UNCLOS ở Biển Đông. Phán quyết cuối cùng của tòa trọng tài được công bố vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, tuyên bố Trung Quốc không có các quyền lịch sử dựa trên cái gọi là bản đồ đường chín đoạn. Ngoài ra, tòa bác bỏ khả năng Trung Quốc được yêu sách vùng biển từ các đảo nhân tạo mà nước này đã xây dựng trái phép ở Trường Sa, đồng thời xác định Trung Quốc đã gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường biển, mở rộng và làm phức tạp thêm tranh chấp. Đây được coi là một chiến thắng pháp lý quan trọng cho Philippines, nước thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trước tòa. Việt Nam là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng đến nay vẫn chưa có động thái nào về việc sẽ sử dụng tòa trọng tài để phản đối các yêu sách của Trung Quốc. Liệu Việt Nam có thay đổi được quan điểm khi PCA đặt văn phòng đại diện tại Hà Nội hay không? Luật sư Nguyễn Văn Đài từ Đức nêu nhận định của mình với RFA sáng ngày thứ hai vừa qua. Việc họ mở thêm một chi nhánh nữa ở Hà Nội, theo đánh giá của tôi là họ khuyến khích Việt Nam khởi kiện những tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải với Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế. Mục đích chính của họ là khuyến khích Việt Nam đứng ra khởi kiện. Thứ hai là thông qua văn phục này họ sẽ tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị để mời các giới chức Việt Nam thuộc các bộ ngành, thậm chí cấp chính phủ, quốc hội tham gia hội thảo. Từ đó họ sẽ tác động lên các giới chức của Việt Nam để khuyến khích Việt Nam khởi kiện. Và khi Việt Nam khởi kiện thì chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế cũng như từ chính bản thân các thành viên của PCA. Và nếu Việt Nam thắng thì điều đó không chỉ có lợi cho Việt Nam mà còn là căn cứ quốc tế rất quan trọng để Mỹ cũng như các nước khác dùng để làm áp lực với Trung Quốc. Luật sư Nguyễn Văn Đài nói thêm, tòa thường trực quốc tế ngoài việc giải quyết tranh chấp về lãnh thổ, lãnh hải thì họ còn giải quyết những vấn đề liên quan đến đầu tư giữa các quốc gia với nhau, giữa Việt Nam với các nước khác. Khi giải quyết như vậy thì rõ ràng nó sẽ thúc đẩy Việt Nam cải cách luật nội địa của mình để tương thích với các quy định và luật của quốc tế. Chiến sự giữa Nga và Ukraine trong suốt 9 tháng qua đã không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến riêng hai nước mà còn khiến cả thế giới rúng động. Nhiều cuộc pháo binh được tập kích, binh sĩ, đạn dược được viện trợ hàng loạt để phục vụ cho các trận tổng tấn công. Cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước tình thế giao tranh ngày càng kéo dài, mới đây Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu ra quan điểm của mình cũng như của Việt Nam về tình hình chiến sự này. Vậy cụ thể, bác Chính đã chia sẻ những gì trước hội nghị các nước ASEAN mà lại khiến người Nga nể phục, khiến cả thế giới suy ngẫm? Cùng tìm hiểu với tin mới trong video ngày hôm nay nhé! Vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 41 với trọng tâm thảo luận về khu vực đối ngoại của ASEAN, cấu trúc khu vực và các vấn đề khu vực mà thế giới cùng quan tâm. Đối với các vấn đề quốc tế và khu vực như Biển Đông, Myanmar, bán đảo Triều Tiên, xung đột Nga-Ukraine, lãnh đạo các nước ASEAN khẳng định tầm quan trọng và trách nhiệm trong duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử COC hiệu quả thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Luật Biển năm 1982. Nói về các vấn đề trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tính bất ổn, bất định và khó lường đối với sự nổi lên của các thách thức truyền thống và phi truyền thống. Đó là sự đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát, an ninh năng lượng, lương thực, diễn biến phức tạp của sự cạnh tranh chiến lược nước lớn cũng như các biến động chính trị.
Trong bối cảnh đó, Thủ tướng khẳng định lại tầm quan trọng của giữ vững đoàn kết, phát huy sức mạnh nội tại, tinh thần trách nhiệm, cách tiếp cận cân bằng, khách quan và kiên định theo các nguyên tắc đề ra để nâng cao quan hệ đối ngoại. Thủ tướng đề nghị rằng cần tăng cường phối hợp với các đối tác trong nỗ lực chung đóng góp cho hòa bình, an ninh và phát triển. Củng cố gắn bó chiến lược nội khối để các đối tác thực sự tôn trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, cam kết hợp tác lâu dài thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc, Việt Nam sẽ cùng các nước đưa mối quan hệ này ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả. Bên cạnh đó, Thủ tướng đồng thời cũng chia sẻ mối quan ngại chung về xung đột giữa Nga và Ukraine, đề cao ý nghĩa và giá trị hòa bình, khẳng định tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ chính là nguyên tắc nền tảng của đời sống quan hệ quốc tế, là điều kiện tiên quyết cho kiến tạo hòa bình và an ninh quốc tế. Nói ngắn gọn hơn, qua bài phát biểu, Thủ tướng đã nhấn mạnh thêm về quan điểm ngoại giao của Việt Nam, đó là tôn trọng hòa bình, tôn trọng độc lập dân tộc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Việt Nam chúng ta chọn hòa bình chứ không chọn phe, chọn công lý và lẽ phải chứ không chọn chiến tranh hay xung đột. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã từng bàn luận về tình hình Ukraine khi tiếp đại sứ New Zealand vào hồi tháng 3. Quan điểm được đưa ra hiện tại cũng không thay đổi so với lúc đó. Bác nhấn mạnh rằng Việt Nam là đất nước đã từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh, chịu nhiều hậu quả nặng nề và đến giờ vẫn đang phải giải quyết. Vì vậy, Việt Nam chúng ta, đất nước yêu chuộng hòa bình, luôn đóng góp tích cực vì hành động hòa bình, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, nhất là tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Việt Nam luôn theo dõi sát sao và hết sức quan ngại trước tình hình xung đột vũ trang tại Ukraine, kêu gọi các bên kiềm chế chấm dứt các hành động vũ lực, tránh gây thương vong, tổn thất cho dân thường. Việt Nam mong các bên sớm có giải pháp hòa bình cho các bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, tính đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, đảm bảo an ninh an toàn và nhu cầu thiết yếu dành cho người dân, đồng thời thúc đẩy cứu trợ nhân đạo. Quan điểm trên được đưa ra trong bối cảnh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục leo thang căng thẳng về tình hình chiến sự. Động thái mới đây nhất của Nga khi cho rút quân khỏi thành phố Kherson đã gây ra nhiều hoang mang cho lực lượng Kiev. Nhiều đồn đoán dự báo được đưa ra về chiến lược của Moscow rằng đây là một cái bẫy tính toán đầy khôn ngoan để bảo toàn binh sĩ, tránh gây nguy hiểm cho dân thường. Trước mắt, tốc độ tiến công giữa hai nước dường như chậm lại, vì họ cần phải nghe ngóng động thái mỗi bên để đưa ra quyết định phù hợp. Trong bối cảnh đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang khuyến khích các nhà lãnh đạo Ukraine phát đi tín hiệu rằng họ sẵn sàng thương thảo với Nga và không công khai từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình, theo báo Washington Post. Các nguồn tin cho biết yêu cầu của giới chức Mỹ không nhằm thúc đẩy Ukraine ngồi vào bàn đàm phán, mà là một nỗ lực có tính toán để đảm bảo Kiev sẽ duy trì sự ủng hộ của các quốc gia khác, nơi cử tri lo lắng về việc xung đột có thể kéo dài tới vài năm. Thông tin xuất hiện giữa lúc sự đồng lòng của các nước hợp tác ủng hộ Ukraine và đối phó Nga đã bắt đầu có những dấu hiệu suy yếu trong thời gian gần đây. Sau gần 9 tháng chiến sự, các nước phương Tây dường như đã bắt đầu mệt mỏi và phát sinh bất đồng với nhau. Trên toàn thế giới, nhiều cuộc biểu tình phản đối xung đột tại Ukraine cũng liên tiếp gia tăng. Tại Ý, hàng chục nghìn người đã đổ ra đường phố Rome hôm thứ Bảy để kêu gọi hòa bình ở Ukraine. Những người biểu tình cũng yêu cầu chính phủ Ý ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev và thay vào đó là tăng cường quan hệ ngoại giao với Nga. Họ mang theo những lá cờ cầu vồng có từ hòa bình và không bạo động. Các khẩu hiệu khác được nghe và thấy trong cuộc biểu tình bao gồm giảm vũ khí, tăng lương và chúng tôi không muốn chiến tranh. Không vũ khí, không có lệnh trừng phạt ngoại giao ở đâu. Một người biểu tình được Financial Times dẫn lời nói rằng họ hoàn toàn phản đối việc gửi vũ khí mới tới Ukraine. Ukraine có quyền tự vệ nhưng họ cần một sáng kiến lớn của Liên Hợp Quốc vì hòa bình. Trong khi ấy, một cuộc phản đối khác đã được tổ chức cùng thời gian tại thành phố Milan do thủ lĩnh của đảng Arizona Trung Tâm Calendar tổ chức với sự ủng hộ của cộng đồng người Ukraine tại Ý. Hàng trăm nhà hoạt động đã tham gia cuộc tụ tập đặt câu hỏi liệu những người biểu tình ở Rome thực sự là ủng hộ hòa bình hay ủng hộ Putin.
Họ lập luận rằng những người kêu gọi hòa bình nhưng cũng để giải đáp Ukraine kêu gọi Ukraine hãy đầu hàng. Thực tế, dù động cơ của những người biểu tình có là gì trong hai lựa chọn trên, thì tự chung lại tất cả đều cùng vì một nền hòa bình chung trên thế giới. Trước mắt là giữa Nga và Ukraine. Chỉ ít một cuộc đàm phán nên được sẵn sàng mở ra giữa hai nước để đàm đạo, thương thảo và trao đổi về tình hình diễn ra sắp tới, thay vì liên tục tập kích hay tấn công gây thiệt hại nặng nề. Quay trở lại nội dung bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính mà chúng tôi đã nhắc ở phần đầu video, mới thấy nguyên tắc tôn trọng hòa bình, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được bác đưa ra là hoàn toàn phù hợp với mong muốn của nhiều quốc gia. Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã đến lúc cần tạo ra một lối thoát cho cả hai, kéo dài thêm nữa chỉ để lại thêm nhiều hậu quả cho người dân, binh sĩ và thương tổn cho nền chính trị và kinh tế hai nước. Mùa đông thì đang đến gần, tần suất các cuộc giao tranh sẽ giảm đi. Các nhà quan chức Mỹ và phương Tây tin rằng đây có thể là cơ hội hợp lý để Nga và Ukraine bắt đầu tiến trình ngoại giao. Họ đã đặt câu hỏi về khả năng của Ukraine để đẩy lùi hoàn toàn quân đội Nga khỏi các vùng lãnh thổ mà Moscow kiểm soát, và việc liệu chiến dịch quân sự chững lại trong mùa đông có phải là dấu hiệu cho thấy hai bên khó có khả năng đạt được mục tiêu của mình hay không. Một quan chức phương Tây giấu tên cho hay vào mùa đông mọi thứ đều chậm lại. Về tiềm năng cho các cuộc đàm phán, họ muốn thấy điều gì đó xảy ra. Quan chức này cũng chỉ ra rằng tuyên bố của đại sứ Nga tại Anh vào tuần trước về tiềm năng đàm phán có thể sẽ là thông điệp hướng tới con đường ngoại giao. Vào tuần trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev để gặp Tổng thống Zelensky và các quan chức cấp cao Ukraine. Trong cuộc trao đổi, có nguồn tin thân cận cho biết ông Sullivan đã nêu ra rằng cần có giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột. Vị thế của Ukraine sẽ được tăng cường chứ không phải yếu đi nếu nước này thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán với Nga. Quan chức Ukraine cho biết ông Sullivan không cố gắng gây sức ép để Kiev bước vào đàm phán ngay lập tức hay thực hiện các bước đi cụ thể, mà thay vào đó, vị quan chức này bày tỏ quan điểm rằng Ukraine có thể duy trì sự ủng hộ của phương Tây lâu dài hơn nếu nước này có thái độ sẵn sàng chấm dứt xung đột qua ngoại giao. Về phần mình, các quan chức Mỹ thừa nhận việc đưa hai bên vào bàn đàm phán sẽ là một việc đầy thách thức. Họ đang thảo luận về khả năng liệu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan có thể giúp làm trung gian hòa giải giữa hai bên hay không. Và nhà lãnh đạo này đã thể hiện thái độ sẵn sàng cho nhiệm vụ đó. Ông Erdogan được cho là nhà lãnh đạo duy nhất vẫn trao đổi với cả Nga và Ukraine, đồng thời nhận định các quốc gia khác trong đó có Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng cân nhắc trước ý tưởng trở thành bên trung gian hòa giải, nhưng không có đề xuất nào của họ đặc biệt khả thi. Nga thì vẫn nhiều lần khẳng định họ để ngỏ việc đạt được các mục tiêu thông qua đàm phán, nhưng tại thời điểm này, họ muốn mọi người chú ý đến một thực tế rằng Nga không nhận thấy bất kỳ cơ hội nào cho điều đó, bởi Kiev đã quy định trong luật pháp rằng sẽ không tiếp tục đàm phán với Nga. Thế nhưng trong bối cảnh cả thế giới đều cùng đang đồng lòng ủng hộ cuộc thương thảo giữa hai nước, ủng hộ hòa bình, độc lập, biết đâu sẽ có một động thái tích cực từ Kiev trong thời gian tới, và chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào điều đó.